Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ và di lý Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1965, trú khóm Đông Thịnh 6, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang về đến địa phương. Kết thúc thành công chuyên án truy xét đối tượng đặc biệt nguy hiểm, trốn lệnh truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó vào khoảng 9 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2011 tại khóm Tân Phú, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang Lê Thị Mỹ Vân, sinh năm 1980, ngụ khóm Châu Quế 2, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, đang có hành vi bán ma túy cho các con nghiện. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận nguồn ma túy trên là của Nguyễn Thị Nga đưa cho Vân bán, sau đó đem tiền giao lại cho Nga. Sau khi phát hiện lực lượng công an bắt quả tang vụ việc trên, Nga đã bỏ trốn sang thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp sinh sống cho đến khi bị lực lượng công an bắt giữ.